tình yêu, lại là Harry đây. Hôm nay Harry sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm trà sữa Thái Đỏ để kinh doanh hoặc là uống tại nhà thơm ngon béo ngậy nha mọi người nha. Nguyên liệu cần chuẩn bị đó là một bịch trà Thái Đỏ, một bịch bột béo mọi người dùng bột MT35 cho ngon nha, sữa đặc và đường. Mọi người ơi, nếu thương Harry thì hãy bấm cho Harry một nút đăng ký, một nút like, một nút chia sẻ để Harry có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem. Hãy cùng Harry thực hiện nào. Rồi ok mọi người, bây giờ cho vào đây là 68g trà nha mọi người nha. 68g trà nha. Bây giờ ta đun sôi 3 lít nước này lên nha mọi người để ủ trà nha. Nước đã sôi rồi nha mọi người ha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây á là 68g trà Thái Đỏ nha mọi người nha. Và mọi người đậy nắp lại và ủ trong vòng 40 phút nha. Sau xíu nó Harry sẽ đi lọc trà và hướng dẫn mọi người cách nấu tiếp theo nha. Đây nha mọi người, bây giờ ủ trà được 40 phút rồi nha. Bây giờ ta sẽ đi lọc lấy cốt nước trà nha mọi người nha. Trước khi lọc thì mọi người dặm dặm vài cái đó, cho nó ra hết cái cốt nước trà để uống nha mọi người nha. Giờ ta đổ vô lọc nha mọi người nha, đổ vô lọc thu để đi nấu nha mọi người. Mình lọc lại á cho nó sạch cái cạn trà nha, thì uống nó mới ngon được nha mọi người nha. Mọi người lọc lại nha. Đó, đầu tiên mọi người sẽ bỏ vô đây là 440g đường nha mọi người nha. 440g đường. Rồi tiếp theo mọi người sẽ cho vào đây là 320g sữa đặc nha. 320g sữa đặc. Rồi bột béo thì mọi người sẽ cho vô đây là 500g bột béo nha mọi người nha. 500g bột béo nha. Và cuối cùng mọi người cho vô đây là 1g muối nha mọi người nha, 1g muối ăn nha, cho cái trà sữa mình nó đậm đà hơn á. Đều có hỗn hợp này lên nha, theo một chiều kim đồng hồ nhất định thôi, để cho nó tránh tạo cái bọt ở trên nha mọi người nha. Ừ mọi người nhớ lưu ý cho Harry này nha. Mọi người á, ví dụ như cái trà sữa này mọi người có thể nấu lại, mình nấu lại thì mình để lâu á 3-4 ngày nó không có bị chua bị hư nha. Còn ví dụ như còn bọn nào mà dùng trong ngày á thì mọi người không cần phải nấu lại, mình để về, mình để về thôi. Và mình bỏ thêm vô 700g đá nữa là bán là ok nha mọi người nha. Đi nha mọi người ha, cái nồi trà sữa này nó sắp sôi rồi nha mọi người ha. Nó bung bung như vậy là mọi người tắt bếp liền để cho cái mùi trà nó không bị mất đi nha mọi người ha. Mọi người sẽ tắt bếp và để nguội tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ và đổ vô cái hũ, mọi người ướp trong tủ lạnh từ 4 đến 5 tiếng là lúc đó mọi người lấy ra để bán hoặc là uống nó mới ngon được nha. Mọi người nhớ xem hết video của Harry nha. Xin Harry sẽ hướng dẫn cho mọi người cách pha chế nha mọi người nha. Đây nha mọi người, trà sữa Thái Đỏ Harry đã ủ lạnh được 5 tiếng đồng hồ rồi. Mọi người thấy cái màu á, khi mà mình nấu xong á thì cái màu nó lên chưa có đẹp, nhưng mà mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh á khoảng 4-5 tiếng á thì màu trà sữa Thái Đỏ lên rất là đẹp nha mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Nó sánh lại và nó đẹp lắm nha mọi người nha. Bây giờ hãy cùng Harry đi pha chế một ly trà sữa Thái Đỏ cùng thưởng thức với Harry nha mọi người nha. Nhìn là thề muốn chờ luôn nè. Phải uống một ly thôi. Đây là thành phẩm của Harry nha mọi người ha. Sau thời gian ủ lạnh được 5 tiếng á thì Harry đã đổ vào cái hũ này và để bán, hoặc là mọi người không bán thì mọi người thì uống vàng nhân, như vậy thì trà sữa Thái Đỏ nó mới ngon được nha mọi người nha. Bây giờ Harry sẽ pha một ly trà sữa Thái Đỏ full topping. Mọi người cùng thưởng thức với Harry nha. Đây Harry sẽ cho vào 210ml cốt trà sữa Thái Đỏ nha mọi người nha. 210ml nha.
Mọi người bỏ đá vào đây là 2/3 ly đá nha mọi người nha. Và mọi người đổ trà sữa lên nha. Rồi, Harry sẽ cho vào đây á là bút đinh trứng nha mọi người. Sẽ cho vào đây một cục bút đinh trứng. Xong rồi tới khoai môn. Khoai môn nha mọi người nha, khoai môn. À, cục sô cô la nha mọi người nha. Rồi. Phô mai. Có phô mai luôn cho nó ngon. Và các cái sợi này nha mọi người nha. Các cái sợi thật nha mọi người đó. Đó. Mọi người thấy nhìn ngon không? Rồi Harry sẽ cho lên đây á là một ít chân trâu trắng nha mọi người nha. Là chân trâu trắng nè. Rồi, một ít thạch trái cây nha mọi người nha. Và tiếp theo là hạt thủy tinh nha mọi người. Hạt thủy tinh uống với trà sữa cũng rất là ngon nha. Đó, Harry sẽ cho một ít chân trâu đen lên trên nữa nha mọi người nha. Thêm một cọc phô mai nữa nha mọi người nha, cho nó đậm đà. Harry đã pha chế xong một ly trà sữa phun túc biên đò nè. Mọi người thấy có ngon không mọi người ha? Harry mời mọi người cùng thưởng thức với Harry nha. Một ly quá trời nhiều túc biên luôn. Quá ngon luôn mọi ơi, nhìn là thèm mà đúng không mọi người ha? Harry đã hướng dẫn xong cách làm trà sữa thái đỏ thơm ngon đậm vị để kinh doanh rồi nha mọi người ha. Và Harry cũng hướng dẫn cho mọi người cách pha chế một ly trà sữa full topping để bán hoặc là để uống nha mọi người nha. Mọi người ơi, nếu yêu thương Harry thì hãy bấm cho Harry một nút đăng ký, một nút like, một nút chia sẻ để Harry có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.